Mời đội nghi lễ vào vị trí. Ghi âm, chào cô, chào. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Thôi, em xin kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn ngồi xuống. Mời đội nghi lễ về vị trí.